lại thêm một đứa côn trùng trên trời rơi xuống. Rơi ở đâu không rơi, tại sao rơi trong nhà của tôi vậy? Thế rơi bất ngờ, một người lạ bỗng làm cha, thì điều gì sẽ xảy ra? Chăm lo các con đến tuổi già, rồi từng ngày pha lốt xa. Ôi tôi nghĩ suy sao mệt quá. Có lẽ ông trời chẳng buộc mình phải bỏ rơi, để từng ngày tiếng à ơi bên nhau sống hôm chẳng thể rời. Vì nhà mình là ở đây, nơi sinh các con chẳng phải trời cao. Sẽ mãi bên cha, dù rằng đôi khi cha hay trách con, cha hay mắng làm. Thế rồi khi ta trong một nhà hiểu lầm thì chưa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới quanh ta, hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cũng sẽ chỉ tình cười hà ha. Mãi ở bên cha dù chẳng rời xa, chắc con chúng ta không bao bỏ qua. Vì nơi đây sẽ chỉ là nhà, có tình yêu thương thiết tha. Và cha sẽ mãi mãi che chở. Ô kìa cô bé bị la, nhìn cái mặt có giống Mao không vậy? Bà có nhớ cái mặt của ai lúc mà bị chị Vi mắng không? Nhớ chứ. Cái mặt lúc mà bị mắng hả? Chề ra như vậy nè, mà gớm. Thì sao? Chị thì xấu, nhưng còn đẹp hơn ai chị. Suốt ngày chị biết ăn hiếp người ta. Gì? Ai nói việc Thi đẹp? Xấu thế mồ. Mắt thì lồi, mũi thì tẹt, môi thì trề. Nếu mà nói đẹp á, sao Phương này không khen đi? Người ta đẹp vậy không khen, đi khen nhỏ xấu xí. Đúng không anh Thành? Anh Thành, anh nói đi, ai đẹp hơn? Ai đẹp hơn anh nói đi anh Thành. Đúng rồi, anh nói đi. Khen thì Thi hoài à. Mình kia, ai đẹp? Chút nước rồi, anh đi nha. Anh Thành, hôm nay anh phải nói cho tụi em biết ai là người đẹp hơn. Đúng rồi, anh nói đi, em muốn cãi nhau với con nhỏ này nữa đâu. Ai là người đẹp hơn? Ghét rồi. Phương anh đẹp nói hơn. Đi. Đẹp quá. Ai đẹp? Cô bé này rất là đẹp. Một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nói chung là em có một vẻ đẹp rất là lạ và anh rất là thích em. Xin tự giới thiệu, anh là Quang Cine, Cine trong cinema. Anh là một photo có tiếng trong giới nhiếp ảnh. Và anh rất thích nét đẹp của cô bé này. Không biết là anh có cơ hội để được làm việc với em hay không. Chụp một hình với anh, một tiếng anh sẽ trả cho em 2 triệu. 2 triệu? 2 triệu á nha chị Thi. Đồng ý đi. Được rồi. Bây giờ anh sẽ đưa cho em trước 1 triệu. Sau khi chụp xong anh sẽ chuyển khoản phần còn lại, được không? Em đồng ý. Chú ấy ấy ơi, chú có cần người mẫu nhí không? Chú không cần nha con. Hả? Thi làm người mẫu ảnh á? Sao nó không nói gì cho em hết ta? Ngôi sao tới! Ai vậy? Em mời chị ngồi. Cảm ơn kinh điền nha. Vì Thi! Có phải em không vậy? Không em chứ ai, thì là em nè, trời ơi. Mà cái tên Việt Thi á, nó xến quá rồi. Bây giờ em thấy cái tên Việt Thi đã chết rồi anh à. Cho nên thay vào đó là một cái tên mới. Nghệ danh mới của em tên là VT á. Sau này mọi người đọc thì đọc em là VT nha. Trời ơi, VT. VT mà nghe như TV ấy ta. Đúng không? Nè, tên của người ta là VT chứ TV gì. Em là Việt Thi này. Bà làm mẫu ảnh xong nói cho tôi biết ấy. Tôi còn mừng cho bà nữa. Nè, anh làm ơn giữ khoảng cách với người nổi tiếng nha. Trời ơi, con bé này. Mày mà không phải là em anh á, là từ nãy như đòn luôn rồi. Mà để ý nha, hôm nay cái mặt đánh son phấn kìa. Ăn cắp của mẹ đúng không? Đâu có đâu. Em chỉ muốn bắt chước thần tượng của em thôi. Kể từ hôm nay, chị VT chính là thần tượng của em. Từ đây, không ai được đụng tới chị VT cả. Và em thông báo trước nha, bây giờ, không ai được gọi em là Candy nữa. Em đã có biệt danh mới rồi. Là gì? Kiki. Trời ơi. Ê này, nói có suy nghĩ không nhỉ? Biết Kiki là tên gì không? Là tên gì? Tên con chó. Anh kỳ quá. Vậy thì để về nhà em gặp tên mới. Nhưng mà hiện giờ thì mọi người cứ gọi em là Candy đi.
Điếc không biết nó là em mình không nữa. Cho hai ly trà sữa như mọi hôm đi. Dạ, em chào hai chị. Candy, coi bộ thân thiết quá ha. Đi qua bên kia ở luôn đi. Dạ, em xin lỗi chị. Cho em thông báo một chút. Hiện giờ chị VT đang mệt mỏi nên là chị muốn nghỉ ngơi cùng với em thôi. Nên là hiện giờ quán không còn khách nữa. Cái gì? Chỗ này là của tụi tôi. Muốn ngồi thì đi ra chỗ khác. Chắc mọi người không biết á, lửa xe này tôi nổi tiếng trên mạng xã hội rồi. Okay, tôi sẽ đăng một cái status nói là quán của chú Vượng hất hủi minh tinh trẻ. Xong rồi tôi sẽ đánh giá một sao. Không biết tới chừng đó như thế nào ha. Ê, thôi. Trời ơi, nói nhỏ giúp anh, hoặc là qua quán khác đi nhá. Giúp anh đi, quán này mà bị đánh giá một sao là chú Vượng giết anh, chú Vượng đuổi việc anh nhá. Nè, con nhỏ kia, muốn gây chuyện đúng không? Làm cái gì vậy hả? Thì làm người nổi tiếng á. Con nhỏ này, mới về lên báo mới có một lần thôi à, mà chảnh chọe không coi ai ra gì hết trơn á. Cho nó một chuyện. Ê, thôi. Mấy đứa, tính làm loại quán này thật đấy à? Hả? Có biết là anh sẽ bị đuổi việc không? Thôi. Bớt lại giùm anh đi. Việt Thi, Ken đi. Ken làm sao vậy? Các em quá đáng lắm rồi đấy nhá. Gì anh nói gì vậy? Em có quá đáng đâu. Nãy giờ em không làm gì luôn á. Em có quá đáng đâu. Trời ơi, anh hiểu giùm em đi. Anh hiểu đi. Đúng rồi đó. Để em có đáng chỗ nào. Anh hiểu không? Con nhỏ này. Anh cứ yên tâm đi. Em làm nó hút được con nhỏ một rồi đó rồi. Ê, gì? Như là ông quay cine kìa. Ấy, đâu có được. Mình phải từ từ mình mới hốt hết cái đám rau xanh mơn mởn đó chứ, đúng không? Hên là bữa giờ tôi theo dõi ổng mấy ngày nay đó. Được rồi, bây giờ anh cứ yên ở đó đi. Rồi con mồi tới là mình xê thôi. Vậy ha, ok anh. Anh nghe ông nói gì không? Kiểu này là con Việt Thiếu đang gặp nguy hiểm rồi. Hay là tôi chạy về tôi cảnh báo nó nha. Bà giả khờ, bà bị khờ vậy? Nghĩ sao? Nói gì mới hạ gục hai đứa mình đó. Kệ nó đi, cho nó chết. Nhưng mà làm vậy không có được. Mà bây giờ hên á là mình chưa có dính vô chuyện này. Chứ bà nghĩ đi, Việt Thi nó ghét bà quá trời luôn. Bà nghĩ sao bà nói nó tin. Kệ nó đi. Vậy giờ có cách nào giúp Việt Thi không ta? Nó trời nắng này mà hai đứa đứng đây. Anh Thành ơi, có chuyện rồi. Chuyện gì? Make up. Dạ. Xong chưa? Giờ gần xong rồi anh ơi. Xong đi ra ngoài đóng cửa lại. Dạ. Đi ra ngoài đi, còn chảy gì nữa. Dạ rồi. Đóng cửa lại. Ủa, chụp hình gì mà sao không có ai hết vậy anh? Em cứ yên tâm đi, không có gì đâu. Dạ. Đứng im nha. Ủa, anh làm gì vậy? Make up không có tâm, nó làm nhòe phấn em rồi. Anh tính sửa cho em mà. Dạ thôi, để em tự sửa cho. Mình chụp luôn ha. Dạ. Em đứng ở đây được rồi. Lên ghế ngồi. Táo bạo lên. Rồi, hững hờ xíu nè. Dang rộng chân ra em. Rộng ra xíu nè. Đúng rồi. Hình nãy giờ ok, nhưng mà anh muốn em cởi cái áo khoác này ra. Ủa, thôi anh, tự nhiên cái chụp hình tự tin mà cởi áo khoác là ở trong họ lắm. Anh đang sáng tác nghệ thuật. Với con mắt của anh á, thì nghệ thuật nó phải hững hờ một chút xíu ha. Nghe lại anh đi, cởi ra. Thôi anh, tự nhiên cởi áo khoác kỳ lắm thôi. Hay. Em phải biết là anh đang làm gì đúng không? Lại nghe lời anh, cởi cái áo khoác này ra. Anh trả 5 triệu. Thôi, em không chụp đâu. Trời ơi, không lẽ bây giờ mình chụp nãy giờ rồi. Có cái việc cởi cái áo này ra thôi mà em không làm được. Thôi, em không chụp nữa đâu.
Vậy thì ok, không chịu 5 triệu thì 10 triệu. Thôi anh làm gì vậy trời? Tao nói nhẹ nhàng nãy giờ mày không nghe đúng không? Vậy thì mày thích bạo lực hả? Tao chịu mày. Trời ơi, má của ta, kêu tao ra, kêu tao ra. Tôi phải canh me ông ấy giở trò của tôi mà có bằng chứng chứ. Cái lũ nhóc tụi mày ha, gan lắm. 1, 2, 3, 4, 5. Tao lấy nồi tàn cả đám. Thằng bắn ai? Lấy nồi tàn ai hả? Tao lấy mày á con mỏ nhộng. Mới rồi á, mọi người về đây coi nè, cái tên biến thái. Ví dụ con gái nhà người ta chụp hình xấu xa, mọi người báo ngay nhà tôi nha. Là chuyện nè, cái tên biến thái. Trời ơi, trời ơi, Linh, trời ơi nha mọi người ơi. Sao đâu? Hi Thi ơi, nó bỏ chạy rồi. Không sao đâu em. Mọi người, lúc nãy mọi người có thấy cái mặt của cái tên xấu xa đấy không? Trời ơi, cái mặt gì đâu, trắng bệch ra xong còn run như cái sấy. Nói nha, lúc nãy mà em không phải livestream ấy là em cũng xông vào đánh như anh rồi. Trời ơi, ngầu quá trời luôn. Thôi, mọi người uống nước đi, hôm nay mệt lắm rồi đấy. Nào uống đi. Hôm nay em cảm ơn Thành, Winner với cả chị Phương, rồi Đào Đào nữa. Không có mọi người, tôi không biết tôi làm sao. Không sao mà, miễn là em an toàn là bọn anh vui rồi. Với cả cho tôi xin lỗi Phương với Đào, vì những lần trước tôi có hơi quá đáng. Hai người bỏ qua cho tôi nha. Thì thực ra thì hồi trước bà có hơi quá đáng thiệt, nhưng mà nghĩ lại thì tụi tôi cũng có hơi thua lỗ, nên là sẵn đây thì cho tôi xin lỗi bà luôn nha. Rồi rồi rồi, từ bây giờ chuyện cũ bỏ qua, các em bây giờ huề nhau hết nhá. Uống nước đi. Yeah. Mà công nhận nha, lúc nãy là anh Thành quá tuyệt vời luôn. Mà nhớ, hay thật á, vừa nghĩ ra cách cứu Việt Thi này, lại còn nghĩ ra cái trò livestream xong rồi cho cả cộng đồng mạng xem nữa. Tuyệt, bắt tay cái. Mà anh Thành ơi, ví dụ như mà sau này em có gặp chuyện gì thì anh có cứu em không? Hỏi thừa quá à, tất nhiên là có rồi. À, nhắc mới nhớ, anh đã từng cứu em một vụ rồi còn gì nữa. Ghê ghê ghê. Anh chị ơi, ông nhiếp ảnh đâu rồi? Em đã sẵn sàng làm mẫu cho ổng rồi nè. Hả? Chẳng còn chúng ta phong bao bước qua, vì nơi đây sẽ chính là nhà có tình yêu thương thiết tha, và chẳng sẽ mãi mãi che che may mắn sẽ đến bên con dù là những đứa con trên trời rơi xa. Mãi ở bên cha sẽ chẳng rời xa, chẳng còn chúng ta phong bao bước qua, vì nơi đây sẽ chính là nhà có tình yêu thương thiết tha, và chẳng sẽ mãi mãi che che may mắn sẽ đến bên con dù là những đứa con trên trời rơi xa.